Xin chào các bạn trở lại với Nam Perfume TV. Mình là Nam, một người rất đam mê thế giới mùi hương. Hôm nay thì Nam thực sự rất là hào hứng cũng như có một điều gì đó khá là áp lực, bởi vì sản phẩm Nam review ngày hôm nay là một chai nước hoa cực kỳ nổi tiếng. Có thể nói nó gần như đứng top đầu trong các dòng nước hoa Nam được yêu thích nhất kể từ lúc được ra mắt. Chanel Bleu de Chanel là chai nước hoa mà Nam đang nhắc tới, và có lẽ các bạn đang theo dõi Nam review vlog này cũng không còn xa lạ gì với chai nước hoa này nữa rồi. Lý do mà Nam review chai nước hoa này là bởi vì có rất nhiều bạn hỏi Nam rằng liệu chai nước hoa này có xứng đáng với danh tiếng của nó hay là không, và liệu nó có đáng mua hay không. Thì ngay bây giờ Nam và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem chai nước hoa Bleu de Chanel này có gì hot. Thương hiệu Chanel có lẽ là một thương hiệu mà chỉ cần nhắc tới thôi thì ai cũng biết hết rồi, quá nổi tiếng. Và có một điều rất thú vị ở hãng Chanel về thời trang nói chung và nước hoa nói riêng, đó chính là việc hãng không sản xuất nhiều các mặt hàng dành cho nam giới, nó chỉ gói gọn trong một số dòng sản phẩm. Và nước hoa Chanel dành cho nam cũng vậy, gần như các bạn chỉ có thể đọc được tên hai dòng sản phẩm của hãng dành cho nam giới mà thôi, đó là Chanel Bleu de Chanel và Chanel Allure Homme Sport. Ít nhưng mà chất lượng, đó có lẽ là việc mà hãng Chanel hướng đến cho các dòng sản phẩm dành cho nam giới của mình. Bleu de Chanel Allure de Chanel lần đầu được hãng ra mắt vào năm 2010, và chai nước hoa này đã trở thành huyền thoại ngay lập tức trong thế giới nước hoa hiện đại. Bleu de Chanel luôn xuất hiện ở top nước hoa yêu thích nhất dành cho nam giới ở tất cả các tạp chí uy tín hay các trang thông tin chuyên nghiệp về beauty, và từ đó đến nay nó chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, mặc dù đã xuất hiện 10 năm trên thị trường. Bleu de Chanel gần như trở thành từ khóa để miêu tả về một chai nước hoa quốc dân đến từ thương hiệu danh tiếng Chanel của các tín đồ nước hoa trên thế giới. Vậy mùi hương chính của Bleu de Chanel là gì? Thông tin chính thức của hãng đưa ra với các nốt hương chính là bao gồm là bưởi, chanh vàng và bạc hà nằm ở nốt hương đầu. Hương giữa thì gồm có gừng, hoa nhài. Hương cuối là sự kết hợp giữa nhang, gỗ đàn hương, cỏ vetiver và gỗ tuyết tùng. Có thể nói rằng hương thơm của Bleu de Chanel được cấu thành từ rất nhiều nốt hương phức tạp. Khi Nam đọc các thông tin này thì Nam cũng khó có thể hình dung được đây là một mùi hương theo phong cách như thế nào. Thực tế trải nghiệm Bleu de Chanel lần đầu tiên, đó chính là một chai nước hoa có mùi hương cực kỳ dễ sử dụng, tươi mát vừa đủ ở tầng hương đầu, khiến cho những xót xịt đầu tiên trở nên dễ chịu, không bị gấp. Nam luôn nhận thấy được sự cân bằng giữa sự tươi mới, nam tính, nếu không nói quá thì đây là sự cân bằng một cách hoàn hảo giữa các nốt hương trái cây, bạc hà và ớt hồng. Nó khiến cho người lần đầu tiên sử dụng Bleu de Chanel cảm thấy khó thể nắm bắt được rằng đây là một mùi hương thuộc nhóm hương tươi mát hay là không. Khi Bleu de Chanel lắng xuống và nằm trọn vẹn trên da của bạn, điều mà bất kỳ anh em nào khi sử dụng nước hoa cũng mong muốn, đó chính là sự nam tính tuyệt đối ở mùi hương này. Bleu de Chanel mang lại một mùi hương sạch sẽ theo đúng nghĩa, bởi tầng hương này có sự góp mặt của gừng. Gừng góp mặt để dường như tắt đi mùi hương của tầng hương đầu, dọn đường cho sự mạnh mẽ, ấm áp và gần gũi hơn của nhục đậu khấu và hoa nhài. Nếu các bạn hỏi Nam là Bleu de Chanel mùi có sang không, thì Nam sẽ nói rằng nó sang ở chính đoạn mùi hương này. Sạch sẽ có, nam tính có, và là một mùi hương cực kỳ phóng khoáng. Bleu de Chanel ở tầng hương cuối sẽ trở nên trầm lắng hơn, và các bạn có thể cảm nhận được rất rõ hương thơm của gỗ và một chút, chỉ một chút thôi, đó là khói của nhang. Nam hay ví von rằng Bleu de Chanel kết thúc hành trình mùi hương bằng một không gian sang trọng của một nhà hàng Pháp, được thiết kế theo phong cách cổ điển, tinh tế và hào nhoáng. Bleu de Chanel Allure de Chanel thực tế khi Nam sử dụng thì có độ bám tỏa ở mức khá là tốt, dao động ở mức tầm 5 tiếng. Tuy nhiên, có một điểm khá là đặc biệt ở chai nước hoa này, đó là việc nó khiến cho bản thân người sử dụng bị quen mùi rất nhanh. Chỉ sau một thời gian sử dụng, Nam có cảm giác nó giống như mùi của bản thân mình vậy. Cũng vì rất nhiều bạn cho rằng Bleu de Chanel dễ trở thành mùi hương của bản thân mình, và cũng vì vậy mà Bleu de Chanel mang lại một nhược điểm cực lớn là dễ bị đụng hàng. Vì các anh em ai cũng muốn sở hữu nó cho riêng mình. Các bạn nghĩ Bleu de Chanel nên sử dụng vào những hoàn cảnh nào? Với Nam thì có lẽ nó dùng được cho mọi thời điểm, mọi không gian, dùng được cho mọi mùa và các loại thời tiết. Tuy nhiên thì Nam nghĩ nó phù hợp nhất cho những lúc các bạn cần sự thu hút một cách lịch sự, hay ở một buổi gặp mặt mang tính chất quan trọng. Bleu de Chanel sẽ khiến bạn cực kỳ hài lòng, bởi lẽ mùi hương của chai nước hoa này luôn khiến đối phương cảm thấy lôi cuốn bằng sự tinh tế, ấm áp và nam tính. Còn về độ tuổi phù hợp để sử dụng Bleu de Chanel, Nam nghĩ là nó hợp nhất dành cho các bạn đã đi làm. Vì như Nam nói, mùi hương này thể hiện rõ được sự trưởng thành của các anh em. Bleu de Chanel Allure de Soleil có lẽ là một trong những chai nước hoa thành công bậc nhất ở ngành nước hoa hiện đại. Khi Nam review chai nước hoa này thì Nam đã từng sử dụng hết hai chai nước hoa Bleu de Chanel ở thời điểm trước. Tuy cách cảm nhận của mỗi người có thể khác nhau, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng Bleu de Chanel là một chai nước hoa rất đáng để sở hữu bởi sự sang trọng, tinh tế, nam tính vốn có của chai nước hoa này. Nếu các bạn đồng ý với Nam hoặc có những ý kiến khác thì hãy comment phía dưới để Nam có thể trao đổi cùng các bạn. Nếu các bạn quan tâm tới Bleu de Chanel thì có thể truy cập đường link sản phẩm ở phía dưới để tham khảo thêm. Còn bây giờ, các bạn hãy ủng hộ Nam Perfume TV bằng một subscribe và cùng đón xem những video tiếp theo nhé.